thể, vào chiều ngày 3 tháng 10, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt bổ sung với hành vi phạm lỗi nghiêm trọng của Văn Quyết với hậu vệ Đình Đồng trong trận đấu ở vòng 24 V-League 2019. Theo đó, đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội bị cấm thi đấu 2 trận kế tiếp. Và như vậy, trong 2 vòng đấu còn lại của mùa giải 2019, Văn Quyết sẽ không thể nâng cao thành tích ghi bàn của mình tại giải V-League quốc gia. Theo thông tin mới nhất của Bóng đá TV và Thể thao TV, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng gần như đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Võ Ngọc Toàn của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ở mùa giải năm nay, Ngọc Toàn là nhân tố rất quan trọng với đội bóng chủ sân Vinh và sẽ là một khoảng trống rất lớn nếu như cầu thủ này quyết định chia tay với đội bóng xứ Nghệ. Hợp đồng của Võ Ngọc Toàn với Sông Lam Nghệ An sẽ đáo hạn khi V-League 2019 kết thúc. Trước đó, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng cũng đã tiến sát đến việc có được sự phục vụ của một cầu thủ khác bên phía Sông Lam Nghệ An là Trần Đình Hoàng. Thủ thành Phí Minh Long của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội rất có thể sẽ gia nhập Quảng Nam ở mùa giải tới. Đội bóng chủ sân Tam Kỳ sẽ là nơi mà thủ môn sinh năm 1995 có thể kỳ vọng được thi đấu nhiều hơn so với tình cảnh hiện tại ở đội bóng thủ đô. Trong cả mùa giải 2019, Phí Minh Long mới chỉ có 9 lần nằm trong danh sách đăng ký thi đấu và chưa được ra sân một phút nào.